Đơn hàng 11 món của bạn Thúy Uyên đến từ Quảng Ngãi. Món đầu tiên là một hộp washi-tape loại cũng lớn. Tiếp theo là lô dán có gấp nhựa, một cái ghim cài ba lô, sổ cổ trang, bút bi hình lược, sổ là size A7, bút ép sticker, set 38 sticker trà sữa, một cuộn washi-tape caro loại lớn, một gương tròn mini, và cuối cùng là set làm móc khóa handmade. Liam cảm ơn bạn Thúy Uyên đến từ Quảng Ngãi đã ủng hộ shop Liam nha. Tổng đơn là 99k cả ship.